phải dựa vào chính mình. Sư huynh Tường Hòa, đệ mệt quá, huynh bưng giúp đệ đi. Hả? Huynh, huynh còn tay đâu mà bưng nữa chứ. Đệ năng nỉ mà, sư huynh giúp đệ đi. Nếu như đệ bưng không nổi thì bỏ xuống cũng được, đợi lát nữa huynh trở lại lấy, được không? Dạ. Con chào sư phụ. Hoan hỷ à, sư phụ bảo con đem củi xuống nhà bếp mà, tại sao sư huynh Tường Hòa lại đem chứ? Thưa sư phụ, vì nhiều quá nên con mang không nổi, cho nên con nhờ sư huynh Tường Hòa giúp con. Hoan hỷ, nhiều quá thì con bưng ít lại một chút, đi thêm mấy chuyến, không được việc gì cũng nhờ sư huynh giúp. Dạ, thưa sư phụ, con biết rồi. Hoan hỷ à, để đừng có đi trước mặt huynh làm cản trở đường huynh đi đó. Sư huynh, thắt lưng của đệ bị lỏng rồi. Hoan hỷ à, đệ phải học cách tự dựa vào mình, có biết không? Nếu như một ngày nào đó huynh không thể giúp đệ được thì sao? Không có đâu, sư huynh là người tốt mà. Sư huynh, sư huynh. Hoan hỷ à, sư phụ dạy có một số việc nên để đệ tự làm, kêu huynh đừng có giúp đệ hoài đó. Sư huynh à, cũng có đôi khi đệ không biết chứ bộ, đệ sợ mai hơn quần áo hết đó. Hoan hỷ à, đệ còn nhỏ tuổi nhưng cũng phải học dần dần đi, có biết không? Sư huynh nè, cái áo trên người của đệ cũng bị lủng nữa rồi. Được rồi, đệ đợi một chút, huynh may xong cái này sẽ khâu lại giùm đệ. Ủa, Tường Hòa, Hoan hỷ, hai con chưa ngủ à? Sư phụ, sư huynh Tường Hòa đang giá đồ giùm cho con đó. Hoan hỷ à, ngày mai sư phụ đến nhà Dương chiên ngoại, con có đi theo không? Dạ, con đi. Mấy người làm ta tức chết à. Ngươi là một đứa con bất hiếu mà, thiệt là tức chết đi được. Thưa sư phụ à, người nói thật đúng lúc đó. Dương chiên ngoại, xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì? Sư phụ à, làm phiền người đem đứa con đần độn này đi vào chùa cạo tóc dùng cho tôi, sau này đừng có về nhà nữa nghe chưa? Hả? À, tôi... À, ông có thể nói cho tôi nghe là đã xảy ra chuyện gì được không? Ngươi, ngươi nói cho sư phụ nghe đi. Dạ, ăn sự việc là như vậy. Công tử năm nay tham gia thi cử, tôi đi cùng với cậu ấy. À, nóng quá à, nóng quá à, mau đem quạt cho ta đi, có được không? Thiếu gia à, tôi đang đánh xe mà. Lạnh quá, có ấm không, đưa đây đi. Thiếu gia, chúng ta đang đi mà, cậu tự lấy đi có được không? Ông làm ta bị cảm lạnh rồi nè. Ta thi không đậu, lỗi tại ông đó nha. Thiếu gia, cậu đừng có ngủ nữa, cậu vẫn chưa học xong mà. Tôi mỏi mắt quá à, ông đồng tôi nghe đây. Hả? Thiên địa hữu chánh khí, tạp duyên phu lưu hình. Và kết quả là đến ngày thi cử. Thiếu gia, thiếu gia, cậu đang ở đâu vậy? Thiếu gia, đã đến giờ thi rồi. Thiếu gia ơi, thiếu gia, thiếu gia không được tham gia. Thiếu gia đâu rồi? Thiếu gia ơi, thiếu gia không được tham gia khóa thi năm nay là do tôi làm hư thiếu gia. Quản gia, ông đừng có nói như vậy chứ. Con của ta làm hư bất ngờ của ta, không thể nào như vậy được. Lão gia, ông đừng có giận mà. Tình tiểu tử này làm cho ta tức chết đi được. Sư phụ à, sư phụ ơi, có đúng là Dương công tử sẽ đến chùa chúng ta tu học như lời Dương viên ngoại nói không vậy sư phụ? Hoan hỷ à, cho dù là ăn cơm, làm việc, học hành cũng đều phải dựa vào chính mình. Có đến chùa mình hay không cũng do tự Dương công tử quyết định. Muốn thu hoạch cái gì thì trước hết phải trồng cái đó. Nếu bản thân mình không chịu làm thì dù người khác có muốn giúp cũng không có kết quả. Con đã hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. À, Hoan hỷ à, để sư phụ mang giúp cho. Thưa sư phụ, để con tự mang, con phải dựa vào chính mình. Ồ, con ngoan lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô